chế tác cặp đá diệu kỳ. Việc chế tác cặp đá diệu kỳ phải trải qua rất nhiều công đoạn. Đây là công việc nặng nhọc, đòi hỏi phải có sức. Đá đã sẵn sàng lên trên bệ rồi. Rồi bây giờ dùng cái lưỡi dao để cắt cái miếng đá ra. Người thợ phải rất cẩn trọng trong quá trình tạo ra cặp đá. Chỉ sơ sẩy là có thể tai nạn như chơi. Một công việc mà không phải ai cũng làm được. Chứng kiến từ đầu đến cuối quy trình chế tác đá, chúng tôi thật quá hồi hộp và lo lắng. Đến đây thì có thể thở phào rồi. Viên đá tròn mịn trên tay, chứa đựng biết bao mồ hôi công sức, sự khéo léo và lòng dũng cảm của người thợ.
viên nứt bị bỏ ra nè, đi coi cái vết nứt là chút xíu rồi nó đã bỏ ra rồi. Bao nhiêu cái công phu mà mài dũa rồi các thứ đến cái công đoạn này mà nó đứt lẻ chút xíu là phải hủy bỏ hết đá này. Bị nứt. Nứt vậy bỏ rồi. Nứt vậy là bỏ rồi. Bỏ đi lót cái nuôi vịt. Làm nền nhà đó. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.